Trong nền kinh tế thị trường và xu thế hội nhập phát triển, việc rút ngắn khoảng cách từ giảng đường tới thực tiễn doanh nghiệp là yêu cầu cấp bách giúp sinh viên thích ứng nhanh hơn với công việc khi ra trường đi làm. Bên cạnh nâng cao chất lượng đào tạo, các trường đại học trên địa bàn thành phố đã chủ động kết nối với doanh nghiệp bằng nhiều cách làm hiệu quả. Xuất phát từ đề nghị của một doanh nghiệp, thầy và trò khoa công nghệ hóa học môi trường trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đại học Đà Nẵng đã bắt tay thực hiện đề tài ứng dụng công nghệ cố định tế bào trong lên men rượu từ tỏi đen. Sau một thời gian nghiên cứu, đến nay nhóm đã hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất tỏi đen, phát triển sản phẩm rượu từ tỏi đen. Hàng năm thì nhà trường có tổ chức những cái buổi tổng kết hội nghiên cứu khoa học của sinh viên, có mời doanh nghiệp đến dự. Thì trong những cái buổi mà giao lưu đó thì ví dụ như là của khoa chẳng hạn thì cũng có nhiều doanh nghiệp đặt vấn đề. Ví dụ như nhóm nghiên cứu sản phẩm tỏi đen thì có doanh nghiệp đề cập vấn đề là hợp tác cùng với doanh nghiệp để phát triển một cái sản phẩm mới, đó là phát triển sản phẩm bia tỏi đen. Có thể thấy mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa nhà trường và các doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực khoa học kỹ thuật trong thời gian qua, đã giúp nhiều sinh viên có cơ hội tốt trong tìm kiếm việc làm, hoặc có thể tham gia thực hiện các sản phẩm doanh nghiệp đặt hàng ngay từ khi còn trên ghế giảng đường. Số lượng nghiên cứu khoa học mỗi năm của sinh viên rất nhiều, tuy nhiên từ khi phát triển mô hình đến hoàn thiện sản phẩm và được ứng dụng thương mại rộng rãi là cả một con đường rất dài. Sự hỗ trợ từ phía nhà trường là hết sức quan trọng. Nhà trường luôn làm cầu nối để đưa thành quả nghiên cứu của các em đến với cộng đồng doanh nghiệp, luôn tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên mang đề tài đến với các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo ở các cấp nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư khởi nghiệp cho những cái đề tài có chất lượng, có thể áp dụng trong thực tế, phục vụ cộng đồng, phục vụ sản xuất. Bên cạnh gắn kết giảng đường đại học với doanh nghiệp thông qua con đường nghiên cứu khoa học, nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố đã và đang đào tạo theo hướng tiệm cận với thực tiễn, thông qua hình thức đào tạo như học theo dự án, triển khai các đợt thực tập kỹ thuật, thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp. Mối liên kết này đang trở thành chiến lược tạo thế mạnh cạnh tranh trong phát triển chương trình đào tạo và tuyển sinh đại học, đảm bảo đáp ứng được nguồn nhân lực theo định hướng ứng dụng. Ngay khi mà các em vào đại học là chúng tôi có mở ngay một cái gọi là ngày đón tân sinh viên, và ngay tại đón tân sinh viên á thì chúng tôi có những cái doanh nghiệp tới giới thiệu những cái việc làm cũng như là cơ hội nghề nghiệp cho các em. Và trong quá trình học là hiện nay chúng tôi là đổi mới chương trình đào tạo, trong đó có là học theo dự án. Không có học theo dự án là các em ngoài cái chuyện học lý thuyết, các em phải làm những cái dự án, mà để làm tốt cái dự án này thì các em phải liên kết rất chặt chẽ với cái doanh nghiệp. Trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh gay gắt như hiện nay, công thức đại học ra trường xin việc đã trở nên khá lỗi thời. Việc các trường đại học cao đẳng triển khai các hoạt động kết nối hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước dưới nhiều hình thức đã giúp sinh viên hiểu được thực tế về môi trường làm việc, từ đó biết được giá trị của mình trong môi trường làm việc để có mục tiêu cũng như những lựa chọn phù hợp cho tương lai.